Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một game mới, một con game cũng vừa mới vừa cũ thì chính xác hơn, có tên là Diego Seves. Đây là một con game bắn súng 2D top down trên xuống, nhìn pixel nó đơn giản vậy thôi, chứ tí nữa vô game tôi ăn hành cho anh em xem. Đây là bối cảnh hậu tận thế à, nên anh em phải đúng nghĩa sinh tồn luôn á, rất là khó khăn, cực kỳ ha luôn. Nhìn trông nó có vẻ đơn giản nhưng mà bản chất nó là một con game cực kỳ chơi ha đó. Nếu như anh em biết con game này á, thì chắc cũng sẽ biết đến con XCOM game The Code, một con game mà nó không có trên Steam đâu. Thì nó cũng có thể loại tương tự như ấy, nhưng mà con game này offline nha, anh em phải chơi một mình. Thì con game kia là 3D, chơi PvP thì con game này offline chơi một mình nên độ khó nó rất là cao. Ngày hôm nay thì nó đã ra mắt phiên bản 1.0 nên tôi cũng muốn thử qua luôn. Sau một cái thời gian early access trải nghiệm sớm khá là dài. Cách đây là khoảng hơn 2 năm, gần 2 năm chắc. Rồi, bây giờ vô game chúng ta hành nữa này. Nhấn nút cách để bắt đầu. Đây, setting nó thì cũng tương đối đơn giản, không có gì cả. À cũng chi tiết hết chứ đâu phải không có gì. Độ khó không có chỉnh được trong main menu. Rồi ok, vô game luôn. Lót 1 2 3. Độ khó trong con game này nó thể loại đá sỏi nè, sinh tồn là thời săn nè. Mình sẽ mất tất cả vật phẩm trong ba lô khi mà mình chết. Độ khó này thì dành cho những người có kinh nghiệm với con game này và muốn thử thách một số chế độ khắc nghiệt thôi, chơi đá sỏi thôi. Mình ganh đá không tới ganh sắt, không tới ganh đồng nữa. Bên này là cái gì đó à, bên này là chỉnh những cái hệ số dành cho cái độ khó, chắc là thôi 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 thôi, thôi. Chơi gốc kỳ thôi, còn lại mặc định thách à, tôi cũng chả biết cái gì đâu. Cái này là bộ trang bị đầu game, là mình sẽ chọn một cái bộ nào đó tương thích với mình. Cái này có một súng gì đây, EC74U, một súng ba nước ba bánh mì. Cái này gì, cà phê hả? À, chà, Tushonka là cái gì ta? Tôi thì mù chữ. Được hai súng nào. Cái này một khẩu mà BB91, tôi thì súng ống tôi mù luôn, chỉ biết vài con game bắn súng là như Half-Life rồi thôi. Này là gì? Nhìn giống dài dài giống thợ săn quá ha. Ý, thêm cái ống ngắm nữa nè. Có 40 viên đạn thôi. Cây này thì nó xài đạn là 7.62, còn cái này đó là đạn của nó đó. Cái quýt mầm 3, cái quýt mầm 4 là cây này chắc cây sầu ganh quá. Băng đạn 10 viên. Cây này thì có súng giáp nhiều hơn, nguyên cái bộ giáp set nhìn kinh phết. Với mà cây súng lục hả? Súng lục chơi bắn nổi ai? Còn cái bộ này thôi, quá nghèo luôn. Chắc là chơi thử súng ngắm ha. Đây 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 đây, nét nét. Game này á, độ khó nó phải nói là tàn nhẫn luôn. Lần trước thì tôi đã chơi một lần trên kênh này, nếu anh em có coi, lúc đó thì tôi cũng vào mò mò cho biết game thôi, bây giờ cũng chả nhớ gì cả. Nhưng mà tôi vẫn chưa qua được cái nhiệm thương vụ tân thủ trong cái lần trước nữa nha, chơi 2 tiếng hồ mà chưa qua được cái tân thủ nữa. Súng lút, ủa súng của lần này. Này, tôi muốn nói chuyện với cậu đây. Chào người lạ, đói không? Đấy, chuột sao tự nhiên nó đơ đơ ta? Tôi muốn biết một vài thứ. Đây là nơi nào? Đây là Diego Seves, một cái khu chứa cũ, hầm trú ẩn cũ trong cái đã tồn tại từ cái thời thế chiến, chiến tranh lạnh chứ. Nó là cái nơi an toàn duy nhất ở cái vùng Gia Co này. Gia Cốp à? Gia Cốp. Nãy giờ nghe mấy chữ này thì đương nhiên là nghĩ đến Nga rồi, nhưng mà không biết mấy cái địa danh này có thật nha. Ở đây á, thì cậu có thể tìm được tất cả những trang bị, vật phẩm cũng như là cái nhiệm vụ gì đó. Có cái chuyện gì xảy ra ở Gia Cốp này? Tháng 4 ngày 4 tháng 4 năm 2017 thì nổ cái vụ hạt bom gì đó, không ai biết chính xác cái chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn những cái thằng trong cái tập đoàn Crimson đã làm cái điều đó. Rồi, nói chung là chắc nó bùm gắn hết, nó thả bom nguyên tử hay là bom sinh học gì xuống thôi. Vụ nổ phóng xạ thì đã được kích hoạt cho năm 2014. Rồi, rồi rồi ok, lắp lắp. Ủa, cái nhà máy hột nhãn cũ à? Rồi chắc cái đó là một tiếng đến web gì thôi. Tôi có thể tìm một số cái công việc nào ở đâu thôi. Tôi thì cũng có thể đưa cho cậu một số cái công việc cụ thể này. Tôi không nghĩ những cái mà chủng binh xanh á, cái quân lính xanh lá, chắc là một cái đội quân binh chủng nào đó đang trực thuộc trong này thôi, dạng như có quyền đó. Tôi không nghĩ cái quân đội họ muốn là đàm phán với một cái người chơi tân binh như cậu đâu. Mình là cái Úc Kỳ, có nghĩa là tân binh đó. Tôi thì cũng có thể cho cậu một vài công việc, nhưng đầu tiên á, thì hãy thể hiện cái bản năng trước đã, thể hiện kỹ năng sinh tồn của mình. Bên cạnh đó thì tiến sĩ thi thoảng cũng tìm một số cái người đó, rồi nói chung mất máu gì đi tìm ông tiến sĩ, ông bác sĩ á, doctor. Rồi muốn trở thành thợ săn sao?
Đi qua bên ngoài thu nhập những cái tài nguyên đó. Tốt nhất là nên nói chuyện với con Doctor anh ấy ở gần cái trạm xe lửa. Nếu muốn đi đến khu vực khác đó, thì cứ hỏi anh ấy đi. Rồi ok. Tôi có thể cất giữ đồ đạc ở đâu? Tìm một cái phòng có cái bàn quýt bên trái. Đi về phía bên trái rồi rồi ok. Bây giờ chắc là chi đơ chắc mua đồ quá. Tiền của mình là đây bạn gửi, ổng tới 150 ngàn lận. Ổng bán toàn bán, ủa? Bán nhiều lắm nè. Này là gì? Kamiga hả? Than. Cà phê. Ồ, cũng có bán ba lô nữa nè. Trọng lượng 11 kg. Mình có ba lô không ta? Này gì? Cái này bộ giáp chống đạn kha khá thôi, lớp 2. Cái màu đỏ là sao ta? Ba lô 9 kg, ba lô 11 kg. Bui 5 ngàn. Bui 3 rưỡi. Cặp học sinh trời ơi. Cái này đèn đội đầu, tạo ra một cái nguồn sáng nhỏ phía trước. Này để làm cái gì ta? Này bộ giáp. Còn nhảy ra màn hình vô 12 kg nè. Chắc là mua cái ba lô trước đó. Mua được không ta? Không đủ tiền. Tôi nghèo lắm. Này bán đạn dược, cái này bán súng ống. Rồi, rồi. Hỏi ông nhiệm vụ ơi. Nhiệm vụ đầu tiên. Chào mừng đến với cái mà Diego Seves Winger này. Tôi không biết làm sao mà anh lại có mặt cái chỗ này được. Tôi cũng chả quan tâm cái điều đó. Không phải nữa không chuyên nghiệp, chỉ là nhìn mặt quá nhiều người ở cái nơi này và họ một khi đã đến thì cũng rất ít khi trở lại nữa. Giờ tôi cũng không muốn tốn thời gian để nhớ cái gương mặt của cậu. Nhiệm vụ là mình sẽ sống một lần trong rừng, đánh bại 5 con sói. Này chọn một phần, chọn cái làm phần thưởng hả? Rồi, ép kép. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô rừng, sinh tồn, đấm 5 con sói. Trong này là cái căn cứ của mình. Dạng trong này là có một số cái bàn làm việc để chế tác hay là chế đồ gì đó. Cái băng gạc nè, băng gạc thì sao ta? Giáp làm sao? Hả? À, cái băng gạc này gấp ra cái này. Tốc độ di chuyển giảm 50%. Rồi nói chung là cái này chế đồ thôi, sau này có công thức mình chế, cái này là hệ thống đạn dược của mình. Còn cái này đồ ăn thức uống, con game này nó có yếu tố sinh tồn của nó nha. Cái này súng ống là mình có thể mod rất là nhiều thứ vô. Đây, mình có thể mod cái ống ngắm vô nè, đó. Rồi hiện tại là chỉ có cái mỗi ống ngắm thôi. Module bậc 1, module bậc 2, bậc 3 là mình có thể mua trang trí trong căn phòng của mình. Đây là những cái tài nguyên cần thiết để xây ạ. Cái này là sao ta? Building kit, cái kho 1, cái giường. Hộp đạn, bàn gàng, con này con gì con chuột ở đây gì đi. Thùng tái chế, giường ngủ. Thôi chắc là bui thử cái này đi, cái kho chứa đồ. Bấm vào đây để check in. Ủa? Vậy là chắc chưa? Trong này chắc là sau này mình vô đây mình sinh tồn thôi. Giờ mình đi vô rừng ăn hành. Anh em yên tâm đi, 2 tiếng đồng hồ chưa chắc tôi xong cái nhiệm vụ mà giết 5 con sói đó đâu. Game này sơ. Ê, lắp súng vô cái em quên đó. Mặc giáp vô. Để mà cái này là gì? Cái này dạng như thịt cá đúng hộp vậy. Trà cà phê số 6 đi. Pháo me số 8. Bần gạt số 7. Medkit này hồi 50 máu. Này chữa vết thương thôi chứ không phải hồi máu nha. Đây hồi máu là số 8. Rồi ok. Anh em lắp súng vô rồi đó. Là phải móc cái súng ra nè. Phải bấm gài đạn để nó gài đạn dưới này nữa. Đó. Nó gài bằng từng viên như đó. Nó delay dữ lắm nha. Anh em để ý tôi bấm cái chuột phải nè. Khoảng nửa giây sau nó hiện ra ống ngắm. Rồi khi tôi ghê chuột lên trên á. Là nó trơn dữ trời lắm. Đó. Nó trơn dữ lắm. Muốn ngắm vô thằng này cũng không dễ đâu. Đó. Nó trơn qua trơn lại đó. Đó. Dạng như mà anh em cảm giác như là ping anh em 5 ngàn á. Chơi game mà ping anh em 5 ngàn á.
Còn AK thì nó càng khó bắn nữa. Anh em để ý cái chữ đọc, cái chữ đọc đỏ đỏ, cái tâm ngắm nè, cái quách hai nè đó. Khi anh em mà di chuyển á, thì nó sẽ giãn cái tâm ngắm ra liền đó, thấy không? Đó, di chuyển là giãn tâm ngắm ra liền. Mình bắn là mình phải đứng yên nó mới chính xác đó. Mình ghê ra xa bất chợt như thế này, cái tâm nó cũng giãn rồi nữa, thấy không? Lúc đó anh em bắn là đảm bảo hụt luôn, phải chờ khoảng 1 giây á, để nó gom cái này rồi đó mới ngắm được. Còn tùy cái khẩu súng của anh em thì mấy cái số liệu này nó khác đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tầm nhìn, là anh em đi xuống đây là không có bắn được thằng trên này đâu, đi dưới chỗ xe lửa này là không thấy tầm nhìn, nên kiểm soát tầm nhìn trong game này cũng cực kỳ khó nữa. Rồi ông này là ông conductor, ông này cũng sẽ lái tàu. Hiện tại thì mình có 6 chỗ có thể đi được, chỉ có thể đi vào rừng thôi. Chắc xong nhiệm vụ rừng này nó mới mở mấy cái khác. Game này thì cũng hơi bị hai co đó, nên tôi cũng đành chịu thôi nha. Rồi, nhiệm vụ của mình là vào rừng săn 5 con sói. Có một thằng nè. Ê, chưa gầy đạn. Đừng, đừng anh ơi. Nó có bắn mình không ta? Rồi, rồi. Cover nè. Cover nè, hay hit. Cái đó là tôi gồ đó. Lút đồ là phải lút từ từ để nó lấy với từng món như thế này nè. Tiền, 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 tiền. Này là cái gì? Muối hả? Cái ống, than. À, cái nào nãy mình đánh dấu thì nó phát ra cái màu vàng. Mấy cái này móc meo cái ra này. Này có cái súng UGG. Rồi. Con thỏ. Mình bắn là phát ra tiếng súng nha. Tiếng súng thì nó sẽ thu hút mấy cái chỗ khác lại nó. Chậm rãi, chậm rãi. Nhấn M để xem bản đồ. Mình đi tới đây để mình thoát ra được nè. Chậm rãi. Thỏ nè. Thôi không cần đâu. Chạy là có cái ống thể lực ở đây nè. Chạy cũng từ từ thôi nha, không đi nhanh được. Trong này nó phóng xạ rồi thú dữ đồ đầy đủ cho nó. Nên đi trong rừng là cái map dễ nhất rồi mà tôi chết cũng cả chục mạng á. Không thấy con sói nào hết. Gầy đạn, gầy đạn. Đổi súng là không phải bấm cái đổi liền nha, phải chờ nó móc cây súng ra rồi cất cây súng vô ấy nữa. Không thấy con sói nào ta. Ba con sói ơi, ba con sói à. Cái chỉ số trên này là phóng xạ luôn nè. Ghê chuột lên để xem nha. Cái này độ đói rồi, độ khác rồi. Đó đã dính phóng xạ rồi. Kìa thằng sói rồi. Cứ tầm nhìn này. Bà con. Anh em nhìn tôi bắn dễ là do trình độ tôi nó cao á, chứ không phải là game nó dễ đâu. Đi vô đây dính phóng xạ hết ta. 0.03 phóng xạ thì mình uống rượu vô. Uống vodka cho nó giảm phóng xạ. Đúng là chỉ có mấy anh Nga mới có cái này thôi. Ê, trời ơi con quạ giật cái mình. Nhưng mà lấy mấy cái này về có tác dụng gì không ta? Quạ nữa không? Game này anh em mà đang loot đồ là nằm hoài luôn á. Y có sát thằng nào cái này hả? Cái áo giáp nó 3,5 kg, áo giáp mình 2 kg. Cũng dây chuyền ngon. Này là gì? Bộ med kit cơ bản vậy á. Cái này thấy nó đánh vàng lấy nè. Súng cũng khá là xịn. Này là gì? Pepper gì đó lấy luôn. Vậy là ba con sói này đang ăn xác nào á. Dây chuyền này mình đeo được không? Không. Cái ô chữ N này tôi không biết nó là gì nữa. Mới có 3 con sói thôi nha.
Nước mình bắt đầu hơi khác rồi. Chinh bà. Cái nhà này mình có thể vô lút đồ được nè, nhưng mà cẩn thận. Tôi vứt đồ. Điện thoại luôn, smartphone. Cái này là gì không biết. Trọng lượng của mình là còn có 6 kg nữa thôi. Cây này với cây này cái nào ngon đó. Hai cây nó đều xài chung băng đạn. Băng đạn 64, tốc độ bắn 720. Tốc độ bắn 1250. Cây này chắc cận chiến nhiều hơn. Độ giật là 55. Độ giật cây này cũng 55 luôn. Vậy mà cái trên nó bắn nhanh hơn. Sát thương nó thì 11. Rồi hết cái lút rồi. Đi ra. Bản đồ thì mình chỉ có hai cái lối ra hai chỗ này thôi. Về cất mớ đồ đi rồi mình đi lại lần nữa. Tôi không dám mạo hiểm đâu. Ba cái xác, ba con sói với một thằng chết. Khục kìa. Khục nữa kìa. À, con thỏ này chết rồi. Cái gì đó, cái gì đó. Hình như có 7 hay gì á. Không sợ, không sợ. Rồi đi 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 về nhà cái. Con game này sơ sẩy là chết liền à. Nên nguy hiểm dữ lắm. Level 1 500 điểm mới lên được level 2. Trời ơi. Ủa nó kêu giết 5 con sói mà. Hay là đem về 5 cái da sói ta. Nhiệm vụ bấm lúc nào vậy? Chữ gì? Chữ gì? Bàn tay là chắc phe phái. Không có mối quan hệ nào với băng cướp. Còn bên này là gì? Tiếp tép. Rồi mới được có 3 con thôi. Cây súng ngắm của mình nó xài đạn gì đó? Nó xài đạn 7.62x54 BS. No way. Nó hai thằng đó nó không tin mình có thể quay trở về. Chưa xong nữa. Có bán đạn không anh ơi? Bây giờ giao dịch với nó, giao dịch sao ta? Mấy cái món này. Khoan. 60 vậy. Bán bớt mấy cái này. Thuốc kháng phóng xạ. Ý, smartphone tới 3.000 nha. 2.800. Trời ơi. Muối thì bèo quá à. Ý, lòng mấy con này tới 2-300 nữa nè, ngon phết. Thịt bán hết đi, tôi cũng không biết thịt để làm gì nữa. Này 6.000, đó, dây chuyền vàng. Giàu rồi, chúng ta giàu rồi. Bây giờ mua lại một tí nước để mình uống. 300. Trời ơi, tí nước chỉ 300 đó hả? Mua thêm cái ba lô xịn sò. Cái này 12 kg. Mình tốn 2.500, mua có 2 món hết 2.500. Bán anh gây súng lục luôn nè. Súng lục này bán có 1.000 đồng. Cái này 2.000 bộ med kit cơ bản. Bán luôn.
Tôi quên mua đạn rồi. Mấy cái này không biết nó là cái gì nữa, nhưng mà thôi dục hết vô đây đây. Rồi 8 kg là mình đi tiếp được rồi đó. Thấy chưa, tôi mới thịt hai con sói của ông đó. Rồi nghỉ ngơi uống một tí vodka thư giãn, đúng là mấy anh người Nga thiệt. Tiếp anh ơi, đưa em lại mà chiến trường gần gặm đó. Đợt này thì tôi chơi theo kiểu chậm mà chắc. Chớ lần trước chơi 2 tiếng đồng hồ, giết được có 1-2 con sói à. Xin xích xin xích xin xích. Game này nó không có nhạc nền nha, tại anh em phải nghe tiếng đầu dữ trời lắm, nên có vẻ nó hơi im ắng á. Đó tiếng chim hót đầu, tiếng chân, tiếng footstep nè. Đi trong rừng cũng phải cẩn thận từng chút nữa. Rồi đi thẳng về hướng đông là nó đón mình đó, là hướng bắc. Hồi nãy mới vô rồi tự nhiên gặp kia nó cầm súng nó dí mình nữa chứ. Gì gì? Chết rồi. Nó bỏ, nó bỏ, nó bỏ. Ê, ê. Kỹ thuật. Người ta gọi đó là kỹ thuật. Giáp này nhiêu tiền vậy? Bật lửa nè, lấy luôn đi. Ê, 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 ê. Trời, bên đây nó bắn rồi. Trời, kỹ thuật. Bằng 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 lại. Ê, dưới đó còn thằng nữa kìa. Nó đang đi dưới nè. Mấy cái này không biết có nhiều tiền không? Lấy đạn thôi, không lấy súng đâu, nặng quá. Còn dây ông kéo gì không dây ông? Đồng hồ chắc bán có tiền á. Nãy gì? USB á, USB lấy luôn, shotgun à. Còn 10 kg nữa. Đi, 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 con heo. Mấy này nó không uống nước hay gì á, tôi đi tìm nước. Cộng 3 cái đồ khác nhưng mà giảm phóng xạ nhiều. Chắc làm về điếu xì gà hả anh em? Nè 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 nè, uống luôn uống luôn. Cống chích là cái gì? Không biết, lấy đại đi. Này tôi không biết nó là cái gì nữa nè. Cái nồi là cái gì nữa? Hồi nãy mình thịt thằng dưới này, nó bắn với thằng nào á? Kìa 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 kìa. Con thỏ trời ơi. Cái giáp này lát hai ngang cái giáp của mình nhưng mà nó nặng quá, 3,5 kg rồi. Lấy đạn thôi. Dao phẫu thuật hả? Ê, cô từng nghe cái tiếng gì đó. Bắt đầu cảm thấy nặng rồi đó. Bút càng nặng là mình đi càng chậm nha. Tăng cái điểm sniper lên nè.
Còn nhiêu viên đạn trời? Còn 6 viên thôi. Nãy đi quên mua đạn rồi, thiệt tình. Đủ đạn nào? Ý. Cái này có bộ được đó nha. Cái này nhiều đạn hơn mà cái này tôi nghĩ nó mạnh vãi á. Cái này 11 gram, cái này 17 gram. Bắn nó cũng đầm tay hơn, nó cũng giật hơn. Bắn hơi chậm tí thôi. Bớt đồ nặng này, thôi không lấy nó đâu. Đi thịt mấy con sói về thôi. Nè nãy nó bắn này nè. Ê! Ôi ơi. Hồi máu, có nàng đang đi bệnh nữa kìa. Nó chơi cái bẫy lửa, không có ai đón được luôn á. Không xạ mình 0.34 rồi, mình cần phải nghỉ ngơi nữa. Tức là không có đi liên tục được. Làm tí mà thuốc lào anh em, làm tí xì gà cho giảm điểm phóng xạ xuống đó, làm điếu nữa. Hút thuốc nhiều quá thì nó bổ phổi đó nha, nó đỡ bổ phổi, nó sẽ khát nước nữa. Vô đây kiếm vài con sói nữa mới được. Ừ. Chỗ này khả năng là địch nó đông lắm đó nha. Không có gì trong này luôn. Nè, điện nè, điện thoại. Cái kem. Nhẹ nhẹ. Sắp vui ba lô rồi. Không biết cái gì mà cùi cùi nó dục lại bớt. Cái sọt kênh này là nặng nhất. Nhưng mà đam nó cũng cao nữa. Sọt kênh là chuyên gia bắn mấy con thú nó nhảy vô người mình á. Cây phang bỏ đi. Gì đây, dây thừng á? Gì đấy? Tôi nghĩ cái này nó quan trọng lắm đó nha. Bỏ súng rồi luôn. Tôi nghĩ nó hơi bị quan trọng á. Không biết nó là cái gì. Thôi vô đây phóng xạ cao quá. 0.2 nè, 0.21 rồi. Không được, không được. Phải có cái bộ đồ chống phóng xạ, tôi nghĩ như vậy. Làm tí thuốc lào nữa. Hồi tí máu luôn. Bắt đầu khát nước rồi đó, thấy chưa? Ê, ê. Giật cá ngươi. Bánh mì nó nhiễm phóng xạ luôn rồi. Ở chỗ này giống nãy mình đi vô vậy.
Nó bắn rồi mình phát nó kịp nó kìa trời. Thằng này hút thuốc hả mày? Chỗ này đông quá anh em ơi. Mấy cái này nặng quá. Chết rồi, phóng xạ quá rồi. Vẫn còn nặng nữa. Cái nào nó cũng nặng hết. Không để dục cây súng này luôn á. Súng này tôi không biết nó ngon không. Chắc mà dục đi. Ê, 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 ê. Không có bắn nữa, không có bắn nữa. Con gì vậy? Con gì vậy? Tôi muốn bắn hai con sói thôi mà. Hồi nãy gặp ba con sói rồi. Bây giờ hai con sói nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỗ này chắc bỏ hoang. Vô coi có gì sơ muối được không? Có thằng chết đây nè. Đồ ăn nó tan banh hết ra này. Máu 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 máu. Xài luôn xài luôn. Bóng đèn bật lửa băng gạc gì khá là nhẹ tiền súng nữa lấy đạn thôi dây điện cái này chưa có hư cục thịt này chưa có hư ăn lẹ nãy đi tổn ba cái đội y tế gì không nào. Lấy hết luôn, lấy hết luôn. 27 kg à. Đi đây còn sát thằng đó. Cái ống chích này nó 0,1 kg. Dạng như là nó cầm máu cho mình dữ lắm. Sửa, 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 sửa. Sắp đầy ba lô nữa. Còn á. Phóng xạ mình 0,68 luôn rồi. Hút thuốc, hút thuốc. Không trăm năm ba đúng là có mấy anh Nga mới nghĩ ra cái trò hút thuốc nó giảm phóng xạ trời ơi đồ ăn thì hư bỏng vậy nè. Ba bốn mệt dữ rồi. Ê, nó bắn ai vậy? Nó bắn ai vậy? Em đi ngang em không biết gì cho nó hả? Này đâu phóng xạ nữa nha. Ôi 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 ôi. Nó đang gầy đạn. Chỗ này méo ổn rồi anh em ơi.
Hồi nãy tôi quên mua đạn cây súng ngắm này. Cover cái gì, có ai làm cái gì đâu. Nó bắn ai á, hình như không phải bắn mình đâu. Liếm 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 liếm, chạy 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 chạy, hết đạn đỏ này mấy chưa lên level 2 luôn. Lính này là lính gì ta, lính này lên nữ gì, trong khu rừng đó là cái gì? Trong khu rừng đó thì là nơi hoạt động của những cái băng cướp là chính, một vài cái động vật hoang dã. Ở chính giữa thì có một vài cái dân làng sống đó, nhưng đã nhiều tuần trước thì cái băng cướp nó đã đến, một vài người sống sót đó thì bắt đầu đi đến đây chạy nạn ở đây á, tội nghiệp không. USB nè anh, USB 600, đồng hồ 1.400, điện thoại nè anh. Máu me này em mạnh lắm, không cần đâu. Mấy cái này tôi không biết nó có quan trọng không. Bả ngang 240, 80. Trời ơi, cái sừng con này có 300 mà nó nặng 0.3 kg. Lựu đạn bán luôn. Trừ 12, 0.4 phóng xạ. Giảm phóng xạ, giảm độ khác. Mua hai cái. Đạn nào, đạn nào. Đạn của mình là đạn gì đó? Đạn của mình là đạn gì? Tôi quên mất tiêu rồi. Thế nào mình đang xài cái này nè. Phải không? 762x54. Mua lộn là ăn cám luôn nha. Ông này ông không có bán mà cái gì hả? Ấy. Trời ơi. Mấy cái đồ lặt vặt lẻ tẻ này tôi nghĩ là sau này nó quan trọng á. Đó, có tiền rồi đó. Ủa? Tiền mình không bán được á. À? Bảy chấm sáu hai x 54. Là cái nào trời? Bảy chấm sáu hai x 39 không phải nè. Đây 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 đây. Ủa? Bán lần từng viên vậy đó hả? À, nhấn ship được nè. Trời ơi, mua đạn không 7.000 tiền. Này gấp được chưa ta? Hả? Được rồi đó hả? Cái này sắt vụn với mà đinh.
này xài sao trời. Bánh mì này có hạn sử dụng không? Không, xài lúc nào cũng được. Cất bớt vô. Nó nằm đâu vậy? Bản này là cái gì đó? Ủa nó bấm, nó nói mà cài đặt xong cái module đó rồi thì nó nằm đâu? Rồi bây giờ cần hai cái bóng đèn nè, cuộn băng nè, cây búa, một đống cái sắt vụn và một cái gối nữa. Cái gối cũng phải đi loot nữa không? Khoan khoan, còn cái này là gì? Ăn cái này thì nó khác thêm nhiều lắm, dạng như khoai tây vậy đó. Ba cái đồ ăn nhiều như thế này, hai cái bánh mì móc kia ăn cái bánh mì xịn thì cũng được. Nước thôi, uống ba cái nước nó phóng xạ rồi luôn. Nhiều món cái gì? Trứng ốp la, thịt. Ồ, thịt cũng khá quan trọng đó nghe. Nhưng mà tôi không thấy cái nào nó hồi năng lượng cả. Nói chung đồ ăn thì tôi rất thích nấu ăn, nên cứ thêm hết vào đã. Đi gói đạn nữa nè. Đạn mình chế được nữa hả? Trời ơi, nãy sắp tính đi mua 762 tiếp 54. Độ bền còn cao lắm. Này đâu ta, giáp armor nè. À yêu cầu phải có cái này nữa. 9 kg à? Bảy ký thì chủ yếu là cái này của mình nó mới nặng thôi. Rồi đi, làm sao để nghỉ ngơi ta, 12 mệt dữ rồi. Này đường á, không cho mình đi vào, không chỗ nào để ngủ luôn á. Này để gì trời. Ơ vô đây ngủ được nè. Ngủ 8 tiếng ha. Ngủ thôi, 8 tiếng hồi được nhiều thế lực. Vui luôn, ngon. Mình hơi đói bụng, cũng hơi khát nước. Đúng là game sinh tồn thì khổ. Tôi nhớ đầu bên đây có ông bác sĩ nữa thì phải. À đây nè, đây nè.
Tôi là Victor Conlet, mọi người gọi tôi là bác sĩ ở đây. Sửa cái bộ giáp của mình tốn 1.000 tiền. Kiến thức của ông này chỉ đủ để sửa cái giáp lên dưới cấp độ 4 thôi. Ê, hồi máu không tốn tiền hả? Ông này bán gì ta? Bán mấy cái đồ hồi máu mà 6.000, trời ơi. Thì cũng có bán mấy cái giáp phóng xạ nào. Mười ngàn. Cái này lá thai thì 15.000. Nó kháng cận chiến 12%, kháng phóng xạ tới 100 luôn. Để dành tiền mua cái áo này luôn ha. Để dành tiền mua cái áo hai này. Ổng cũng bán là ba lô đó hả? Trọng lượng 29 kg. Thì ngang mình mà. Nhưng mà cái ba lô này nó có tác dụng gì không ta? Rồi, chắc đi xong cái nhiệm vụ đầu tiên cái đó. Khát nước rồi. Uống cái này thì phóng xạ nữa không ơi. Sữa này 800. Uống vodka nó khác thêm nữa. Anh có bán nước nôi gì không? Rồi để dành tiền mua bộ giáp. Rồi no đủ rồi đó. Đợt này đi mà chết không loot được cái gì là lỗ nặng luôn á nha. Tiếp 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 tiếp. Chậm ba chắc. Xin xích xin xích xin xích. Xin xích xin xích xin xích. Ủa sao tới thua gì nè. Thôi chết rồi. À 7 giờ sáng không phải 7 giờ tối. Đi hướng đông nam này đi. Đi, con thỏ giật cái mình. Cái gì cái gì? Quê nè. Sợ chưa sợ chưa? Gán chưa bạn, gán chưa? Cẩn thận là phức tầm nhìn là mình không thấy nó nha. Kìa kìa kìa, phải không? Phóng xạ cao vết vậy. Chết rồi, phóng xạ nó tăng kiểu này hồi mình hiểu luôn á. Không được không được. Đứng lút hồi đã chết luôn. Không có vô được cái khu đó luôn á. Phóng xạ của mình nó lên màu trắng luôn rồi kìa. Rồi bắt đầu khát nước nữa rồi. Thúc thúc chưa lắm vô. Phóng xạ vẫn còn 0.25. Cái thuốc này nó giảm 0.15 thôi. Hút nốt đi.
Hai con sói nữa. Ây da. Bằng 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 uống ly trà luôn đi. Này không biết là gì nhưng mà nó nhẹ nhẹ thì cứ lấy đi. Ủa hai thằng luôn mà đó. Có khả năng tụi nó đi canh gác ở ngoài á, một hồi nó quay về đúng lúc mình đang lút đồ là mình đi luôn á, không có miếng nước nữa. Đồng hồ vàng nè, ngon này. Gì đây, cái bếp điện hả? Đầu DVD, ổ điện. Cái gì đấy? Cover, cover. Nó đang bắn ở đâu rồi? Tôi muốn đi tìm mấy con sói thôi mà, tôi có muốn bắn ai đâu. Thằng nãy mình bắn nó nằm đâu ta? Đây 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 đây. Kìa, xác thằng nào nữa nhỉ? Không có đồ ăn hả? Rồi lại dính khúc xạ nữa. Kìa. Anh làm gì đó anh? Quất. Súng lục. Ê, ê, ê. Ê, ê. Gì máy sấy tóc gì đây nữa gì trời. Ổ cứng gì, ổ điện gì đủ hết chứ anh. Về 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 về
Đợt này có vẻ là đồ khá ngon á. Hết năng lượng, hết ống thể lực. Phóng xạ gì liên tục. Ê, 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 anh em comment gì đó? Ui à. Tính ra đợt này cũng khám khá phết đó chứ. Có điều chưa có gặp hang sói nữa. 300 à. Cái đề bờ để làm cái gì ta? Ồ, lên cấp càng cao thì nó càng có những cái chỉ số này. Là sao? Mình làm việc cho bên này nên nó lên tí nè. Có điều mấy anh lính xanh thì nãy nói chuyện nên hơi ghét mình tí. Và anh bác sĩ anh chữa phóng xạ cho mình cái. Anh ơi, anh ơi. Heal me, heal me, heal me. Cái đầu DVD trời ơi nó bèo quá vậy. 2.000 nè. Bán anh này bằng giá với ông bên kia không ta? Bằng giá với ông chủ 13 này không? Như nhau à, bằng nhau à. Mấy cái này chắc để chế cái gì đó. Thôi không bán đâu. Tôi không biết cái nào xịn, cái nào dởm nữa. Pin 3 chữ E. Đây má chơi game đây. Nãy còn lột được cái gì nữa mà ta. Thiếu hai cái bóng đèn, thiếu hai cái bóng đèn hả? Với cái gói. Hóa ra cái kho là để mở cái ba lô này để mình cất đồ vô. Cà phê nửa ký. Cất tiền luôn đi. Chắc phải làm một cái gian đồ ăn riêng á. Chứ để như thế này nó lộn xạ quá ơi. Còn 10 kg là tạm ổn trong người. Hai cái súng này nó cần đạn này thôi. Mấy cái đạn này dục hết vô.
Đi vô đây làm gì mày? Trộm cắp đạn của anh à? Tôi quên hoài đó. Cái này là cái gì? 7.62x54G. Hả? Phải có cái module đó nữa, với thiếu cái này nữa nè. Con này gắp đồ nó mệt mỏi quá. Đồ ăn mình chế được cái bánh mì á. Còn đây không chế được cái nào nữa cả. Thiếu hai cái này. Thứ hai này mình gắp được cái kho đồ nữa. Thiếu mà mấy cái vụn sắt tròn tròn. Hai cái bóng đèn, cái gói, mấy cái cuộn sắt tròn tròn. Cái nồi. Nấu ăn thì không biết nó ngon không. 70 thế lực. Bây giờ là mấy giờ ta? Ủa? Em mà đây là gì? À, bán đồ. Chưa xong cái nhiệm vụ tân thủ nữa. Bây giờ là 11 giờ trưa, đi chiến nữa. Tao đoán mày sẽ còn chinh đến hết cái kiếp này. Hai hàng gác cổng tối ngày rồi nó nói chuyện. Làm sao biết mấy con sói ở đâu ta? Tôi không biết có cách nào để tìm được mấy con sói. Rồi đi về chỗ nào cũng xa nhanh, đi về hướng bắc đi. Trời, cục đá. Ba thằng luôn. Chơi không? Anh em muốn chơi không? Anh em muốn chơi chơi đi chứ tôi không muốn đâu. Ê, 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 ê. Sao nó đông dữ vậy ta? Một tiếng đồng hồ rồi chưa săn được 5 con sói nữa đó nha. Tôi nghe cái tiếng gì á, tôi mới nghe cái tiếng gì cục gái á. Thôi khu này phóng xạ kinh lắm. Chuyển qua sọt cho anh, chuyển qua sọt cho anh, chuyển qua sọt cho anh. Bắn AK thì sau này anh em có lợi ở chỗ đó, là không sợ tụi nó áp sát. Còn bắn súng ngắm thì chỉ có lợi thế tầm xa thôi. Vừa nãy tôi quản tôi bắn hụt hai cái đó anh em thấy không?
Hình như nó thấy tôi rồi, hình như nó thấy rồi. Triple kill. Chỗ này phóng xạ cao quá à. Không dám vô loot. Mình hết thuốc lá nữa chứ. Trời, con thỏ giật cái mình mày. Rồi, về được rồi. Trong nhiệm vụ cũng tân thủ rồi đó. Trời ơi, bắn 5 con sói mà nó khổ. Đến này là được cái gì trời? Còn 1000 điểm nữa là được cái gì á? Tôi cũng không biết nữa. Chữa em anh ơi, em có chữa. Em có chữa, chữa cho em. Đây, xì gà đây, xì gà đây. Không, không, không bán. 52 đồng bán được có 20 đồng mà không hiểu luôn. Đạn này bán hết. Này nó là này tới 25.000 y nó kháng phóng xạ lên tới 250 luôn, nhưng mà tôi nghĩ mua cái này được rồi. Ủa, ủa à, vậy tao không ra đó, có đồ mới mẻ nữa. Ấy, quên trả nhiệm vụ cho anh nè. Nể chưa anh, nể chưa? Lấy đạn sọt ganh đi. Group rồi, 3.000 tiền. Làm tốt lắm, tình thời xanh kia à. Tôi không nghĩ là cậu có thể trở về an toàn được đâu. Tôi có nhiệm vụ mới cho anh đây. Khi mà cái băng cướp chiếm lấy ngôi làng trong cái khu rừng, một người bạn của tôi. Rồi 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 rồi. Nói chung là để đó thì một cái ba lô ông đấy giấu ở đâu ở phía đó là. Một phần ở phía nam của ngôi làng hay là phía nam luôn đó. Chơi một tờ giấy toilet. Giấy toilet chất lượng cao. Ok anh. Em đi tìm váy giấy vệ sinh về cho anh đây. Trời ơi anh ơi là anh. Kiếm cây gối nữa chứ. Rồi, coi nấu ăn được cái gì không? Không nấu được gì luôn. Bánh mì cũng không được luôn. Tốn chai nước nữa hả?
Rồi hết nước luôn mày. Như cái đống rác. Hết nước rồi hả anh? Anh bán toàn mấy cái này sao mà uống được? Ở này gấp ra nước được nè, nãy đi mua nước. Trời ơi, cái này ông bán có 40 à. Này ông bán có 40 à. Nãy đi mua chai nước 800, 300 hả gì đó, 300. Rồi ngủ giấc. Không có phận sự cắm vào. Bây giờ là 2 giờ chiều á, ngủ tới sáng luôn. Thôi thôi. Buổi tối đi vô rừng nó nguy hiểm lắm nha. Bắt đầu đói với khác rồi nè. Thôi ngủ giấc nữa đi, ngủ tới sáng thì quên cơn đói. Làm hai cái hết sạch luôn. Hàng gì mới không anh? Nhưng còn có 6.000 thôi. Sửa cái 800 hả? Ăn bánh mì. Sáu mươi lăm mà cái bánh mì này nó có 10 à. Này cái bán nè. Giảm béo nữa. Có thịt không thì cũng không có nấu ăn được nha. Ủa, một thịt với hai bánh mì được nào? Mà thịt đã nấu rồi mới được. Thịt đã nấu thì làm sao mà nấu được? Từ tôi không hiểu cho lắm. Thịt đã nấu có khi mình phải chế lên từ cái này đây nè. Vụn thịt cái nồi, cái muỗng với dao, muỗng dao nĩa, rồi cái nồi muỗng dao nĩa với vụn thịt. Vẫn còn đói bụng hả? Thôi 75 chắc cũng được rồi. Đi thôi. Tao muốn nghỉ ngơi và uống vodka. Ủa 6 giờ sáng. Nồi chắc đi tìm chỗ mấy người nói nấu ăn á. Tới thui à. Mình có bộ đồ phóng xạ ngon rồi. Gì? Nó thấy mình luôn. Nó công mình kìa.
có xác ai đó đây mà. Snap quất luôn. Mấy anh sáng sớm không đi ngủ đi. Trời, trứng cũng thiêu luôn rồi. Vậy cái xác thằng này chắc nó chết lâu lắm rồi đó. Không có coi cái chỗ nào để mình loot đồ được ta. Không biết có nút nào không? Vô setting. Cần cho Shift Tab nè, F nè, G nè. Tết là chữ T. Chữ T, chữ L. Ném cái bình là chữ G hết đó hả? À, cái đầu là dưới N. Đổi loại đạn là chữ Y. Chứ T vẫn L là gì? Tôi nghe tiếng tích tích chứ tôi không biết nó là cái gì nữa. Nó bắn gắt quá à. Chết rồi, nó không có đánh dấu trên bản đồ thì sao biết mà tôi đi đường nào. Đây cái ngôi làng nào phải không? Có tiếng chân à, có tiếng chân à. Vô đây tôi nghĩ là nguy hiểm dữ trời lắm á. Con gì vậy nè? Có gói nào mà anh ơi? Có tiếng chừng. Tôi nghe tiếng chân rõ ràng lắm. Nè, giấy vệ sinh nè. Nhưng mà không phải giấy vệ sinh chất lượng cao. Kìa kìa kìa. Giật cả mình. Phản xạ.
phản xạ nghe tiếng bắn trước. Chứ già như tôi là bắn theo cái phản xạ thần kinh không kịp đâu. Còn bá gì mà ống nước này chắc là đồ chế gì đó. Chưa chết bạn nào luôn á nha. Phút tầm nhìn này chết rồi, chết rồi. Còn con nữa, còn con nữa. Hai con luôn. Đi, dưới này có người nữa nha. Trời ơi, giật cái người. Dưới đó có con thằng nữa. Nó mới bắn với mình á. Nè bóng đèn, nè bóng đèn nè. Đi thôi. Cũng còn. Mười tám à, tí nữa mình ăn luôn. Sambo là cái gì? Tôi không biết đi vô trong nhà này có gặp người không nữa. Đây cái nồi, cái nồi. Cái đầu DVD nãy có rồi. Cục tạ 2 kg thì nặng lắm. Bây giờ tìm đường trở về được rồi đó. Trời ơi. Trong này không có chỗ nào loot ta. Cái gói nữa, mình cần cần cái gói nữa. Cầm cái shotgun. Có tiếng máy bay nha. Anh em đừng có comment, tôi giật mình. Thôi, cảm ơn anh em thả tim, thả bọng gì đó. Không xài được cái này. Con này cũng toàn thịt thôi, không quan tâm. Đồ đạc thì đùm đùm quá rồi. Bật lửa con cái rồi, dùng đi. Sạc dự phòng á. Rồi, giờ tìm đường về được rồi đó. Ai góp là gì đây? Rồi đi qua phía tây coi cái ai góp là gì. Đi đi đi, không có mà bắn giết nữa. Kìa, có người ở dưới. Nhưng mà ba lô mình đầy rồi, qua ai góp chi nữa ta? Chỗ này có 7 à.
Tôi đi về thôi, tôi không dám đi vô cái iGốc đó đâu, nhưng mà cũng muốn đi thử lần cho biết. Có đồng đội nó hay gì á, nó nói chuyện nữa mà. Đi đi cái đồ nấu ăn nè, đi cái gói. Hình như cái này là thuốc hay gì á hả? Ủa sao mà nặng cái gì nè? Dầu cá gì á gì ta? Nặng rồi, nặng rồi. Uống đi cho nó lên phóng xạ, mình hút thuốc. À không, mình cũng không cần đó. Đang có cái ống chích này, nó sẽ giảm không. Ủa nó không có giảm phóng xạ. Chết tôi rồi. Làm điếu thuốc. Làm điếu nữa. Làm điếu nữa. Đó. Rồi được rồi, hút vài. Cờ lê không cần. Kho đồ mình như cái đống rác kìa. Bỏ cái gì nặng nặng lại á. Chắc bánh mì móc này bỏ nữa đi. Rồi, giờ đủ. Lại nặng nữa rồi. Mấy cái này không biết cái nào cùi cái nào quan trọng để mà bỏ lại. Bắt đầu khát nước rồi đó. Cái này có rồi. Túi trà nè, đồng hồ nè, ngon. Sáu mươi nặng quá, nặng quá.
chỗ này sao thấy ghê vậy nè. Thôi đi gì về thôi. Đợt này về mình làm được cái gói rồi đó, của cái mà giường ngủ rồi đó. Thôi cầm cái shotgun đây. Đi khẽ cười duyên, chậm rãi từ tốn nhẹ nhàng. Cho em về anh ơi, em về anh ơi. Ừ, tên cấp luôn nè. Ủa? Về là gặp anh bác sĩ trước. Heal me, heal me, heal me. Sửa cái áo giáp mà hết mấy ngàn nữa hả? 4 ngàn vậy hả? Rồi còn 4 ngàn luôn. Khoan hả bán. Đi về mình chế đồ xong cái mới bán. Trời, thiếu cái bóng đèn thiệt tình. Thiếu 3 cái này á. Nhưng mà thiếu cái vụn đồ ăn. Vụn đồ ăn này không biết lấy đâu á. Này gấp được. Không đủ vàng trống trong ba lô. Như một cái thùng rác. Lúa cho cả đống đồ về. Giấy vệ sinh cũng tha về nó. Mấy cái này để bán đi. Tiền. Tiền tiền tiền. Bán luôn cái này đi, chắc không có xài nữa đâu. Đó. Còn thiếu một cái bóng đèn nè, với mà mấy cái gáp này. Còn một bóng đèn với mấy cái gáp. Mấy cái mod này xài xài sao ta? Không hiểu cho lắm. Trời, cái bánh này nhìn sandwich nó có 13 đủ đói à. Vớ va vớ vẩn.
Ủa cái này nó bắn hai loại đạn luôn hả? Bằng đạn nó 64 lần. Nhưng mà có xài nó đâu. 80 viên tha hồ mà bắn. Bán đi súng cho anh luôn đó. Vẫn không có bán gì nữa cả. Bây giờ làm gì nó tôi hết biết rồi. Phía nam ngôi làng của băng cướp. Sao mấy còn nhiều lắm. Nó không có hiển thị vị trí trên bản đồ luôn nha. Nãy giờ chơi tiếng gửi mới xong được cái quest nhiệm vụ của tân thủ đầu tiên. Chắc đâu đó chỗ này quá. Có tiếng súng kìa. Bắn kinh phết luôn. Anh đang farm mấy con sói mà mình đợi mình phép. Đâu ta? Thằng đó đâu rồi? Trời đồ nó nhiều. Thuốc xịt bọ, thuốc xịt côn trùng gì đó, đủ đạn, mát con gì. Cái nồi nãy mình lấy chưa ta? Ngồi đi gặp nhà giàu anh em ơi, cái gì nó không có cho nó. Anh giàu quá anh ơi, anh giàu quá. Thì nó bắn gắt dữ lắm mà ta. Cái này là cái gì tôi không biết luôn. Giáp nát thai hả? Đất hai là ngang của mình đó nha. Ê, ê, ê. À con quả. Trời ơi tính đâu con sói. Không biết cây này xịn không. Đi chỗ khác chơi. Hai ba cái xác nằm ở đây luôn á. Mười bảy độ khác. Ê, có tiếng chừng. Có tiếng chừng.
Tôi trả súng nè. Nó thấy mình hay gì à? Ổ SSD nữa chứ, ổ SSD giờ giá mắc hết luôn á. Nặng tới 2 kg luôn hả? Không lẽ bỏ cà phê hay là bỏ nước rồi trời? Bỏ thịt đây đi. Cái ống cần là cùng 10 cái ống là không bỏ được. Bỏ cái lẻ nè. Cần 10, 16. Vừa đủ trọng lượng luôn á. Bánh quy này dốc bỏ đi. Ây da, ây. Ôi ôi, nó cắn một cái. Cái sợi đạn sầu gân hết luôn này. Có gì đó, có gì đó. Một thằng nằm đây nè. Đâu bắn nhau ta. Có con cây rồi. Nó kêu đi lấy cái giấy vệ sinh gì á, hướng nam. Mà thôi đi thẳng về hướng bắc. Thôi đi bên ngoài này đi cho an toàn. Đem cái đống này về nhà cái đó. Vẫn chưa gáp được cái bếp luôn nha. Cái nồi nãy tôi nhớ tôi đem về một lần mà đó. Rồi. Kỹ thuật đại nặng bà nói thiệt.
chính xác cộng 25%. Chính xác trừ nhưng mà đam nó lên. Bao nhiêu cái xác đây vậy nè trời. À không, toàn mấy con sói thôi. Bóng đen, bóng đen. Cái đủ đạn này bán là tiền không á, nên tôi không muốn bỏ. Có bỏ hết mấy cái lông nè, cái lông nó 200-300 mà. Heo kìa, con heo kìa. Gặp nhà giàu rồi, gặp nhà giàu rồi. Cái đồ nặng nữa này. Trời ơi, tham. Đứng xa vậy mà con heo nó vẫn qua được hả ta? Mất sạch đồ cho này. Công sức lút nãy giờ. Còn lại hai chai nước. Trời ơi uổng. Cay. Mới 3 giờ chiều rồi đi tiếp luôn. Cay dữ trời. Khoan. Cái gối với cái nồi mình coi mình có chưa, có rồi thì không cần phải đi nhặt từng cái nữa, có rồi nãy mới nhớ có đem về rồi. Có cái gối vẫn còn thiếu một cái đó. Bóng đèn khốn nạn. Con quỷ heo gừng. Mà tôi không biết cái quét làm sao luôn á. 2 tiếng đồng hồ chưa xong được hai cái quét. Phía nam của ngôi làng thì chỗ này. Đây là cái ngôi làng phải không? Hay là ở đây? Có đi nhặt xác mình được không ta? Súng ống thì tôi cũng chưa biết lên sao nữa, nhưng mà mới trải nghiệm sơ sơ như thế này là ổn đó. Mấy con quỷ heo mày nơi đây đông cái gì, ôi đông lắm, đông lắm. Không có gì để lốt trong nhà luôn. Hai nhà không có gì luôn. Này dắt ngôi làng à. Đi về phía nam. Cái này giống nhà kho chứ ngôi làng khỉ gì. Thì rộng quá vậy.
Đau 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 anh ơi. Ây da. Nó ném lựu đạn ra. Motherfucker. Chết luôn rồi, chết luôn rồi. Anh em thấy vậy với à, đúp em chưa? Nó đông dữ thiệt luôn á. Này bơ sờ cam. Này bơ cam gốc. Gì mà nó dám lao ra. Có vẻ đồ ngon, có vẻ đồ ngon. Nằm lon của cao anh em. Đạn này của nó có vẻ đạn xịn đó. Ôi ôi. Tụi nó làm gắt quá. Đây 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 này, còn cục máu, có máu luôn. Dạ. Xin tụi nó bắn kinh vậy. Chết rồi. Giật cái mình. Trời ơi, mém nữa thằng luôn rồi. Hồi máu, hồi máu, hồi máu. Tụi nó bắn cái hát kia. Đốt hết bầy này thì cũng ngon phết á. Đứng đây đốt rất nguy hiểm nha.
Bố lão với xạ thủ hả mày? Double kill luôn. Mình tôi cần 20-30 thằng luôn á. Tôi phút sinh là tôi đẩy lên là lên đây cover cho nè bạn. Có cái gì ta, mưa hay gì á, hình như trời mưa á. Đó, có bóng đèn rồi đó. Đi ra được rồi. Thêm cái bóng đèn. Ổ cứng không biết để làm cái gì, nhưng mà 0.2 kg thì lấy đi. Khá là nhẹ. Thì sao sao đó. Lát 2 nó sửa được lát là 01234 mà. Trời đồ này nó nhiều. Hả? Cái gì đây? Còn cái vít mình nhiều quá rồi. Cái búa thì sao? Búa cũng có một cây rồi. Game này đi đút đồ đúng cổ luôn. Muỗng mình cũng có nhiều hả? Dao cũng có nhiều luôn. Dao gần 6 cây rồi. Đinh thì lúc nào cũng cần hết đấy vậy. Thức ăn đúng hộp thì chắc cũng ngon lắm á. Cây neighbor của mình thì chưa cần sửa.
Hyugen là gì ta? Madphone là phải lấy để bán tiền không á. Cờ lê lấy cây được rồi. Than nè. Này gì vậy? Ăn luôn ăn luôn. Ăn chính xác quân địch. Méo gì mà nặng như trời gì. Cờ lê cần một cây đủ. Nĩa này cần 6 cây, mình có 8 cây rồi. Muỗng cần 6 cây, muỗng mình đang thiếu. Nhìn gì cũng muốn lấy cho nó. Nửa ký bỏ lên nè. Trời ơi, hai cái đồ ăn đúng ngon luôn mà phải bỏ lại. Này không biết là gì, không biết có quan trọng không. Này cần nhiều lắm. Mấy cái ống mê đồ nè. Ba lô mình chật quá à. Ốc vít cần 4-5 cây đâu. Bỏ 1 cây đây. Mình chịu thôi, chứ biết làm sao giờ. Ừ, không biết cái này có tác dụng gì không nào. Rồi đi thôi, không có loot nữa. Này như cái trại quân sự gì đó, chứ phải là cái nhà dân gì. Mưa rồi. Mưa cầm shotgun đi. Cái gì đó, cái gì đó. Tạm mưa rồi, tạm mưa rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Rút, 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 rút. 8 giờ tối rồi, về thôi. Cái gì về làm giấc. Xin đồn lên danh năm luôn nè. Mà tôi vẫn chưa biết làm nhiệm vụ lấy bức thư đó làm sao. Cái này hồi máu ngon á, nhưng mà thôi bán đi tiền. Trời ổ AD 2.000 mấy cũng được. Này để gì đó.
Trời ơi, đồ ăn đồ uống có thể mua ở đây, có thể ăn uống ở đây luôn. Trời ơi, không biết đi mua nước về, giá trên trời. Được thêm cái giường ngủ ở. Hả? Làm sao? Bạn không có module này để cài đặt làm sao? Ủa, nó gấp rồi, nó vô trong người mà. Không hiểu cho lắm. Phía nam của ngôi làng mà tôi không biết cái ngôi làng đó là đằng sau luôn. Nó nằm trong cái cặp ở phía nam ngôi làng. Hả? Cái này là sao? Ô. Khi mà mình mang cái lớp giáp có dưới 3 thì tốc độ di chuyển của mình sẽ tăng 10%. Tụ đạn không chơi. Mang giáp giảm đi 70% hả? Bị quái vật biến dị cắn thì sẽ không đi chậm nữa. Giá dược phẩm bán đi tăng 5%. Độ bền của súng thì nó đỡ giảm hơn. 50% giảm phóng xạ hả? Giảm đam người biến dị luôn. Stalker. Tăng thêm 5 kg dòng lượng cũng được. Này làm sao ta? Hả? À, nhưng phải để vô đây rồi mới mang được hết vậy á. Này đấy gì? À đúng rồi, đây nè, có cái giường này nè. Cái giường để ngủ à. Không có tác dụng khác gì gì ngoài ngủ à. Cái nhà bếp, tôi cần cái nhà bếp. Nhà bếp chỗ tập gym ở đây, hai phòng ngủ ở đây đúng đẹp luôn. Hóa ra nó là cái chỗ để đồ đó. Không biết. Không đủ tài nguyên thô. Thiếu gì ta? À thiếu bóng đèn với mà cục xà bông, xà phòng. Buổi 8 giờ đẹp.
Để tôi Google cái web này. Đây 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 đây. Đây. Đúng là phía nam ngôi làng. Rồi ok. Nó nằm trong chiếc túi màu xanh. Chỗ này nãy mình đi qua rồi mà, hai lần nó trống rỗng luôn. À nè, trời ơi. Tôi bị mù. Rồi ok, cảm ơn anh em. Khoan khoan. Cất đồ, cất đồ. Xì gà đấy hút. Đấy. Cái đạn nước của mình là đạn nào đó? Để lên 34 kg nè. Trời ơi, cái nồi là cái gì đó. Đi đi đi, đi. Nhận quét. Biết chỗ rồi. Phía nam ngôi làng có cái cặp màu xanh. Ghi luôn cái cặp màu xanh lá cho nó dễ nhìn. Ghi đi mỗi cái cặp. Tám giờ sáng mà sao tới thui gì nào? Thỏ. Trợ, hỗ trợ. Hỗ trợ, hỗ trợ. Còn bả gì không? Thì hỗ trợ với chúng tôi nè. Đam giảm một tí. Băng đạn là 2 à. Tốc độ bắn 360, băng đạn là 5, 72x 12x. Ê, ê. Cái này chắc cơ động hơn. Cần mấy cái bóng đèn đó là ba bốn cái bóng đèn đó là
ơi 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 ơi. Kìa, nó bắn nhau rồi. Ai bắn anh vậy? Em trả thù cho anh này hả? Ai bắn anh? Bắn đồng bạn á, bắn bạn nó quen á. Trời ơi, nó xả kìa. Bằng cái này là không di chuyển được luôn á. Min, thôi phải thiệt. Mấy này nó nghèo vậy ta. Đây tiền nè, tiền nè. Ba bốn ký lúa thoải mái luôn á. Lát thai hả? Lát thai cũng khá là ngon nha. Vui chưa ta? Mới 19 kg à? Rồi ba lô nó lên cái nhìn nhẹ cái người thiệt á. Có tiếng chân rất là nhẹ. Này không có gì để loot. Pin với bật lửa để làm gì trời? Có tiếng chân. Về đạn chậm quá sụp gân này không ổn anh em ơi. Có cái gì mới chuyển động trên này á, cái tiếng súng bên phải nữa kìa.
Thằng này đồ cũng ngon phết. Lựu đạn lấy gì bán luôn. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cái giáp của mình cũng bắt đầu yếu dữ rồi đó. Bây giờ nó phong tỏa cái đường dưới luôn rồi. Nó mạnh quá. Lính hậu vệ La Gia. Làm lại không sao. Cũng không mất gì mấy. Trời ơi. Nó xả gắt vết luôn. Mình bắn hai viên mà cái thằng đi đầu nó không nóc luôn nha. Chắc giáp nó cao quá. Xài hết máu luôn rồi. À vẫn còn máu. Cứu anh ấy, cứu anh ấy. Có cục xà phòng nè, ngon. Gì đây? Giấy hả? Tạ chứ, để tập game mới cầm đi. Hồi không đủ mà trọng lượng thì mình dục sau. Ăn gì đó anh? Sao tự nhiên nó có mấy cái đồ giấy mới đồ ngon quá vậy nào? Ở này ăn đồ thiêu không à? Coca, coca. Ô. Cây của mình độ bền nó ngon hơn. Cây của mình ngon hơn. Ờ nhưng mà lấy không đi, về bán. Có tiếng sói, có tiếng sói. Con quỷ này nó nguy hiểm quá. Có tiếng chân ở đâu trên này nè. Trời giật cái mình nóng nổi dưới mèo đó. Con game này không có chế độ Borderlands nha. Tiếng chân đâu đi đâu bên đây nè. Kìa nó bắn kìa, nó bắn kìa. Trốn trong này chắc nó không vô đâu. Đây 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 đây. Coi xong nhiệm vụ.
Ê. Rồi, kim đường rút, chạy về phía đông. Không nên tham, không nên tham. Thì nó có mấy cái xác nữa ta. Đâu vậy, đâu vậy? Đây rồi. Xong được hai cái quét 2 tiếng mấy đồng hồ nữa thôi. Trời ơi. Game này nó căng cái đầu đổ mồ hôi lạnh luôn á. Cái này là sao? Ô, chấp nhận mình là gầy đạn trong lúc đang dơm lên. Gầy đạn thì sẽ không khiến vũ khí nó bị ngừng nữa, tập trung nhanh. Tức là cái gót hai tầm ngắm của mình nó sẽ thu gọn lại nhanh hơn nhiều. Khi mà sử dụng cái weapon với cái ống ngắm á, mình có thể là nhìn được cái phạm vi rộng hơn. Trong khi đó cái gót thai sẽ trở nên là vô hình á. Sau khi giết một quân địch bằng cớp, sau khi bắn một quân địch bằng cớp. Không biết nó là cái gì nhưng mà tăng đại đi. Tới cái mốc vàng này mình tăng được cái nè, sầu riêng được cái nè. Có gót thai. Hai giây rưỡi sau khi đổi qua cái vũ khí sọt kênh này sẽ tăng 1500 đam. Dài lần 2 viên á. Cũng không cần thiết cho máy, tôi bắn cái là tôi chạy không à. Nhát. Nhát như vòi á. Anh sĩ ơi, chữa em anh sĩ ơi. Có đồ cho anh nè, cục tạ này anh mua không? Từ giấy giấy xịn này nó không có thu nhiêu tiền hết. Bán súng cho anh luôn nè. Trời, cái xì gà này 2.000 hả? Nãy giờ tôi hút không biết bao nhiêu rồi đó. Miễn nhiễm chảy máu luôn. Chị Kuka 1.400 bán anh luôn á. Chơi Kuka giá 1.400 đồng anh em thấy mà Coca Cola khoảng bây giờ chưa chơi vodka rồi giá còn không bằng chơi Coca nữa. Xong nè anh rồi thôi. Cây này giống cây mình đang xài không vậy? Nojin Macman. Nói chứ gì nữa. 9252 96.712. 9252 96.57. 107 20. Hình như nó hơi khác khác tí nha. Nhưng mà nó mắc tiền nhất thì chọn cái này thôi. Chúng để chọn qua cái này. Tôi không chơi súng càng nổi. Tại ngu lắm. Băng cướp thì tiếp tục tấn công cái trạm tàu hỏa ở bên cái khu rừng đó. Rồi sau đó lập thành một cái trại luôn. Ủa cái này nãy hình như là mình đi qua đó một lần rồi mà.
Rồi bây giờ mình gặp được mấy thằng trong bunker rồi đó. Tiêu diệt cái băng cướp. Thôi đánh 5 thằng cướp thôi chứ không có đến mức công vô cái nhà đó. Đơn giản. Game này nghiện phết. Chưa được nữa hả? Cái này không biết kiếm đâu nè. Không biết kiếm đâu ra cái này. Cây muỗng cũng còn thiếu nữa. Có muốn đèn cũng còn thiếu nữa. Ủa cứng nãy cái gì à, không bán được. Bán không nhiều cả. Đống này như đống gác nhé. Bốn mươi hai hả? À, ghép cái đống này ra cái banh ghép. Thì thử banh ghép với ghép ra cái này. Rồi ba cái máu này tốn dữ gì đó hả trời. Rồi thôi rồi rồi, tiết kiệm đi không. Ồ, nó mở ra module mới hay gì nữa nè. Ủa, sao nó nói mình đi cặp cái này được rồi mà. Thôi đi thịt mấy thằng cướp đã. Lẹ 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 lẹ. Quý ơi. Tôi tính chơi 2 tiếng thôi nhưng mà con game này nó nghiện quá. Đi anh ơi, chở em vô rừng. Em thịt tầm cướp cho anh coi nè. Vào phía đồng trước. Đạn còn nhiều. Ba lô nhẹ, anh em chạy cái thể lực nó giảm rất ít. Hả? Hình như mình chỉ đi vô thám thôi, không cần mình công vào. Có tiếng sói nha. Mấy con quạ này nó làm để giật mình. Ô, cái này là xác của thằng nào nè. Nó bị con quạ, bị mấy con sói cắn chết. Đem hết về để mình bán.
nó hiện ra chữ V rồi sao ta, tự nhiên lâu lâu nó hiện chữ V đồng cây súng tôi bắn không được. Cú láo hả bạn? Gích đi cho bạn đã gặp siêu xạ thủ. Chật ba lô quá. Thanh niên đứng lút đồ người ta mới một đống đồ như gì vậy chết nè. Đi. Quá trời đồ tiền nè, đánh chích là tiền đó nè. Thằng này giàu đó, tôi bích cần 5 cây là đủ 5 cây luôn. Cái này chắc không cần đâu, ba cái da lông mấy con sói nè, tôi bích đủ 5 cây rồi. Sụt lên lấy đạn than, ống chích, tiền. Đĩa cần 6 cây hả? Cây này nó đủ. Đi chết gốc từng chút vậy. 6 cây. Nó không tốn diện tích nên lấy được 5 cây nữa. Muỗng thì cần 6 cây muỗng. Mình có 4 cây à. Mấy thanh niên này tận thế mà cứ uống nước cam suốt vậy đó. Cái khoan này lấy không? Không có chỗ. Cái này mình vô có bị gì không ta?
Bây giờ nặng hả? Không nghĩ là mình bị nặng luôn á. Này cục có nửa ký à. Không biết cục này là cái gì nhưng mà tôi thấy nó có vẻ cũng khá quan trọng. Được luôn. Bàn cướp nữa. Nãy đi vô cái nhà hạ cái chục thằng. Reload. Reload. Chỗ nãy mình lấy cầm màu xanh à. Đề phòng trước. Mấy con này nó nguy hiểm lắm. Hồi nãy nó dám cắn mình một lần. Thù này phải trả. Trời con thỏ. Chừng nào tôi mới qua được cái khu vực thứ hai vậy? Không thấy cướp nào luôn. Chắc về để lần sau mình đi. Cái nhiệm vụ giết 5 cướp dễ hơn 5 sói nữa. Rồi về đây, về cất đồ đây. Hello. Cục này 800 hả? Bán thử 2-3 cục đi. Này không biết kiếm đâu nè. Let's grab food. Kìa, một đống người hỏi cái câu như tôi luôn. Không thấy, không thấy. Gấp phút là cái này nhưng mà nó nằm đâu?
Không biết cái này kiếm đâu. Đi từ đầu game tới giờ chưa thấy một lần đó. Có khi nào nó thải được đồ ăn không ta? Thử này ra nè. Gom tất cả loại đạn đi. Bây giờ phải phân loại tài nguyên rồi. Không phân loại không được. Này đồ ăn bỏ đây luôn. Đồ ăn máu me gì cất đây hết. Bạn hết 9 kg, 15 kg, 18 kg, 15 kg nó cộng khá nhiều chỉ số, 18 kg thì nó trừ nhiều. Kg. Ủa luôn 34 kg. Bây giờ lên được 37 kg. Chết rồi, nãy mình mua hả? Chưa thanh toán quên. Đạn này 1.600, cục này 800. Làm sao mà đi ngủ cái mới được. Rồi đi ngủ, đi ngủ. Đuối dữ rồi. Bây giờ 16 giờ ngủ tới sáng luôn.
Đồ ăn trong này ngoài cái sự no của mình thì nó đâu có còn cộng ba cái boost gì đâu không? Tôi đâu thấy nó cộng boost gì đâu. Chỉ có giảm phóng xạ, giảm độ béo gì đâu. Phải có cái nhà bếp. Rồi em đi diệt ban cướp nữa. Rồi chúng ta kết thúc cái K1 game này đây. Game này nó chơi ha phết á. Anh em chơi cái độ khó cao rồi chắc nó cuốn hơn nữa. Thẳng về hướng Nam đi. Chết rồi, nãy quên cất máy chơi nước ở nhà. Tốn diện tích quá à. Sáng sớm soi đèn đi bắt cá bạn. Đúng nhà giàu luôn rồi. Lát hai. Thuốc lá gì dữ vậy? Thằng này nghiện thuốc hả mày? Có tiếng quạ bay hai con. Thằng này nó đem một đống tiền luôn. Sáu mươi phần trăm cây của mình 52, hai cây chen nhau à, cây của nó độ bền cao hơn tí. Giờ đi không gặp người nào ta. Không gặp người nào để bắn luôn á. Có tiếng chân nhỏ nhỏ. Ngại có tiếng súng ở đâu bên đây hay gì á. Gần lắm, gần lắm. Nó bắn kinh. Kinh phết luôn á. Còn thằng đó. Bắn không được, đang chạy nhanh không có được bắn. Xong. Nhưng mà chắc còn đó. Anh em ngắm không cần phải ngay nói gì đâu. Nếu như mình đứng đây, nói đứng đây, anh em ngắm đây bắn cũng được đó nè.
Đường này lút dễ chết không đang nghe à. Chìa khóa gì đấy? Sử dụng để mở một lần để mở cái cửa phòng trạm cảnh sát. Nó nằm ở trong ngôi làng. Nghe có vẻ hay vậy ta. Trời ơi, sát la liệt ở trên kia. Người dám đứng ăn trên cái xác. Mấy này nó chơi thuốc quá trời. Còn thuốc tới thuốc luôn. Nè nè, đồn cảnh sát nè. Không biết có gì chứ không? Có cái nồi. Có cái gói. Thuốc. Máu. Thằng này hai cái gói mày, ba cái gói luôn ông nội ơi. Mình không đi ngủ hả? Ồ, dạng vô đây để lút đồ thôi, nhưng mà tôi full ba lô rồi anh ơi. Quá thì thơm kèo rồi. Trời ơi. Trời ơi. Thơm kèo. Tiền 999 luôn. Nào. Mà một đống tiền như thế này nó cũng đâu có bằng cái đồng hồ. Đồng hồ Rolex này. Này là đạn hả? Đạn mình nên lấy không ta? Tốn diện tích chứ có thể dụng méo đâu. Ý. Mấy cái này quan trọng nè. Cúc cúc. Về mình nâng lại là được rồi đó. Giờ mình nâng cái súng mình được rồi đó. Lại đạn. Nó bắn ngoài, nó bắn ngoài như mưa điện ở ngoài rồi. Rồi vui, giờ chạy thẳng về nhà thôi. Đồn cảnh sát gì toàn muỗng với búa không vậy ông?
bị móc cũng bỏ tủ nữa. Thôi chạy về chạy về, đợt này mà chết là báo luôn á. Có cái tiếng gì vậy? Tiếng gì? Máy bay. Có tiếng máy bay. Hay góp sát bên luôn. Nằm trong cái đường mình đi nó. Thôi không vô đó đâu. Ba lô vui rồi. Mặc dù rất muốn vô thử một lần cho biết nhưng kìm lòng đi. Sói. Bây giờ thấy địch là cắm đầu chạy á. Đợt này thu hoạch cũng khấm khá cho lắm rồi. Trời, trái bắn súng, phải bắn súng. Em là người thường dân, em đi ngang thôi. Mấy anh đừng có manh động. Anh nào ở đây? Trời. Anh Thỏ ra. Anh Thỏ là đây. Mở được cái đồn cảnh sát, diệt được 3-4 hạng quân địch luôn. Bán hết thuốc đi, tôi không có xài thuốc đâu. Xì gà này mất tiền hết luôn nha. Đồng hồ có 2.000 á. Giờ đồng hồ này có 1.400 à. Thua đống thuốc nữa. Đống đạn này bán tới 3.000 nè. Đạn này chắc không có xài hết. Cái búa lột ở ngoài nè anh ơi. Năm chục ngàn. Mót 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 mót. Cái này nó trừ 8 ego gì đó. Cộng 2 chính xác, cộng tầm nhìn. Mỗi này mình đang gắn rồi mà. Trời ơi, lấy hai cái đồ về. Cái này do TG15. Nó sẽ gắn được với là NC4E1 Alphard LG G76 gì đó. Đèn B85. ZZ Veil. EC một đống nồi. EC nồi một đống. EC luôn. Không có liên quan gì đến gái của mình hết. Độc ác. Thuốc men gì lấy ra. Đồ ăn thì không để đây. Đồ cứng cũng không để đây nữa. Đạn cũng không để đây luôn. Tiền cũng không luôn. Nói chung cái gì đồ vàng mình để đây đi. Đồ vàng mình để đây. Hình như bỏ lộn mấy cục pin. Trời ơi, cái đống đồ mod súng mình không có xài được cái nào luôn.
Đồ ăn với máu thì bỏ hết vô đây, xì gà đồ đem bán thôi. Nó như cái nồi dĩa vậy á. Thanh lý đi, thanh lý bớt, bán cho anh nè, bán anh luôn, bán thuốc luôn, bán UP luôn, đồ ăn cũng không có ăn nữa đâu, bán cho anh này em mua lại em ăn sau. Lồng lá mấy cái này bây giờ nhiều quá. Bán hết đi. Không biết nó, không biết có pha chi ngu nào không, nhưng mà giữ lại chật người quá. Đồ điện, đồ điện. Cái này tí nữa bán nữa nè. Máu thì mình có rồi. Đi gấp được cái này nè. Gấp luôn. Bỏ gạo không được hả? À đây đây đây. Đồ mới, đồ mới, đồ mới. Gì đây? Ủa là sao? Không hiểu cho lắm. Hả? What? Trời ơi. Cái súng của mình tên là cái gì? Neighbor. Caliber. Nujin Ma Mắt. Cây shotgun này MP133. Có cái nào cho cái này không anh? Siêu cớp nè, mà mình có cái cớp rồi. Này gắn cho tất cả vũ khí là ngon phết nè nha. EC74U. Em ca em tên mấy cái súng này thì thôi mù tịt luôn. Không biết cái nào ngon cái nào dởm luôn á.
Nếu biết chọn đại. Rồi đi đến cái trạm Radio Tower. Rồi cái đó chắc để lần sau đi. Nói chung là làm quen được game đây, vô đây được rồi. Trừ 4 cộng 4. Rồi ơi, hóa ra cái này là cái ngắm nữa. 1.6, 1.15. Cái này ngắm xa hơn, ngon hơn. Cái súng xịn mới lắp được nhiều đồ nha. Rồi, game này tạm thời hôm nay chơi đến đây đã. Có thời gian chơi tiếp, nó hơi bị cuốn đó. Rồi, ok, bye bye anh em.